rồi, đây rồi. Ôi mẹ, thằng cha nó hư. Chứ gì nhìn thấy nó hư là thấy như cướp rồi đấy. Ui rồi ôi, lo được. Chào các bạn, mình là Linh đây. Em nhìn thấy cái gì chưa ạ? Má huyền thoại nhất đi à, bộ lô em VIP ấy, cái thời điểm nó mới ra xong mình test ấy. Đây là cái clip nhiều view nhất đầu tiên của mình, nên lên được khoảng 500.000 view mà. Nhưng cái kênh đấy nó đi của mẹ rồi. Đúng rồi, được một clip thôi thì nó đi luôn. Rồi xong mình cũng đi thật luôn. Ôi rồi ôi, bỏ lạc. Ôi sao này bắn đi được thế nhở? Ai chơi thế nhở? Ok, đâu đây, đâu đây. Rất cao mình. Má hôm nay mình snap ra. Không thể mù mắt anh em được nữa rồi. Tại mà hôm mình lười sắt tinh thôi. Má xong rồi anh em có một cái nội tại là bắn không bị mất đạn cơ. Nếu mà snap hay ấy, thì gần như là sẽ không bao giờ hết đạn luôn. Snap phê lắm. Đây là lý do mà được rất nhiều anh em yêu thích. Có gì vui vậy? À, ra đây đấy. Ui ôi. Vào đi. Ôi yếu rồi kìa. Ok. Cố lên. Mày được kìa, ngoan. Dí nó, dí nó. Nhờ. Ơ, đứa nào đó, đứa nào. Ui rồi lo được anh em. Đó, được đấy. Trận này may có mấy con đồ nhỏ thì nó mới hồi xuân được chứ. Ok. Chứ còn gặp toàn xà nữ với bóng ma thì khóc bằng tiếng mán luôn. Sợ thật. Ui trời, mình bụng có 700 máu đây không. Thì giờ dọa dọa ma vậy, yếu quá. Mà yếu quá nó cào cái là đi. Ủa đông. Mẹ vừa mới nói xong. Mình snap thì được. Mình snap tay, thao tác tay cũng không gọi là chậm. Nhưng mà cái độ chính xác nó thấp quá. Tệ thật. To mày. Thành giò mày. Đấy, bị bên ngay mà. Nó no. Tha một nồi lo mất. Cứu, đúng rồi, cứu người em ơi. Úi dồi, né. Úi dồi, chết luôn. Vệ thông đít. Gậy. Úi dồi, AK, sợ thế. Mẹ, quả đấy di chuyển chuột nhanh tí là ngon rồi. Đây em cắt chiến khó thật chứ. Chúng rồi này. Úi rồi, hai viên. Cố lên, phải tăng độ chính xác lên thì mới đánh giải được. Né. Úi giời ơi. Phải đánh đổi anh em ạ. Má, giờ cận chiến khó thật chứ. Một viên này, hai viên này, đầu to phải bốn viên mới chết được. Mình tính ra là mình muốn kiếm một phòng zombie thường ấy. Ngày xưa nghe chơi zombie thường ấy, xong rồi chơi ở đường cổ đó. Cứ một viên một kill, bắn nó sướng. Nhưng mà giờ thì khác rồi. Nó không biết mình đây à? Mày có di chuyển, mày di chuyển khéo chưa? Thôi mà, hồi sinh như thế thì ai chơi? Hero hoàng kim. Ôi mẹ, ngã thôi cũng nhìn thấy cũng thấy mùi tiền. Giờ đây mình sẽ kiếm góc kề đi, không đi săn đấy anh em. Chơi cho đúng kiểu, chơi cho đúng kiểu truy kích ngày xưa là phải đi thập du. Giáp của mày đâu, thôi người em ơi. Người anh em ạ. Được do mà. Khá quá nhỉ.
ôi rồi đồng thế. Một này, hai viên, ui hai viên trên con đồ xin luôn này, ui chúng nó sắp đôi luôn. Ok, yếu vậy. Ui ok, con mai kìa, ui rồi bóng nó à, ui rồi con đồ xin bắn yếu lắm rồi, cả chiến cũng chết. Bỏ lên, ui katana kìa, cứ 2k máu phát nhỉ. Ôi đông thế mà không có snap chú thằng nào kia. Một viên này, ôi mẹ thằng Hero Blade kìa, tự nhiên lại có thằng lọt ra thằng Hero Blade với cả katana, chán ghê. Ôi giời, kiếm ai khó quá nhỉ, giờ bắn thôi anh em ạ, chứ cận chiến ấy, mình muốn lắm nhưng mà giờ... đấy không thể nào cận chiến được cái chứ. Lựa chọn một trong hai, bây giờ chết ngay đồng đội vẽ lìn. Ui trước mặt kìa. Vào đây. Ua. Lại nhìn cơ sàn nữa là cấy bắt thế. Ui xin nha, mày quá người anh em. Rỉa cho đúng đủ máu cận chiến luôn. Mày được có sàn nữa rồi em ơi. Ấm rồi. Đi luôn. Ôi thôi, đến giờ thầm rô rồi. Chạy. Ôi mẹ ơi. Ôi đúng rồi, hồi sinh đi, mẹ nhìn kinh thế. Mẹ nó cứ bật vẹo trước mặt. Thì ra mình có bóng ma mình không sợ, mà có con xà nữ mà nó bật em ấy, xong nó bắn đi ấy. À, nghĩ đến thôi là chân muốn rụng con mẹ nó ra rồi. Nói gì để chạy dòng. Không ai thấy mình ở đây. Thế đâu mấy sao đấy. Chết tôi rồi, nào nào. Ây nhờn. Ôi nó gọi hội rồi, ôi rồi ôi. À, gọi hội này, gọi hội này, tao cắt tiếp ở trước. Ui. Nó bắn đi kìa. Cố lên người em ơi. Không sống được rồi. Ôi. Ôi ôi, mẹ kinh thế, cả chỉ nháy với đen chứ. Không ăn cướp rồi. Thì ra mình cầm gậy bóng chảy đi, không biết để làm gì. Cả chỉ chẳng méo được con nào luôn. Và chỉ để tấu hài thôi. Ôi rồi. Úi dồi ôi, chết không. Ok, một chút trở về tuổi thơ. Nhưng mà giờ dòm nó kinh khủng khiếp quá. Anh em cầm xử lý đi sao mẹ đúng áng mộng mày luôn. Ôi cầm. Mọi em ra xem. Bye bye.